DDJ Platform, một sản phẩm nhỏ, gọn, giá cả phải chăng, phù hợp cho mọi nhu cầu của các bạn. Các bạn chỉ cần một cục sạc dự phòng để cấp nguồn cho máy, tiếp theo là một dây Type-C để kết nối giữa máy vào iPad và điện thoại của bạn. Tiếp theo, các bạn chỉ cần một dây hoa sen để kết nối giữa máy vào loa. Và thế là các bạn đã có thể chơi nhạc mọi lúc mọi nơi. Ngoài những chức năng có sẵn ra trên Rocket Mode Mobile thì các bạn có thể chọn gói Unlimited DJ In để có thể khám phá hết tất cả mọi chức năng trên phần mềm này. Và các bạn có thể đăng ký thuê theo tuần, theo tháng và hoặc theo năm. Và trong thời gian sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều về clip hướng dẫn sử dụng thiết bị DJ Platform. Các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe cho kênh Ban DJ Việt Nam nhé.